Blackpink dự tiệc hoàng gia Anh. Nhóm Blackpink được vinh danh là khách quý Distinguished tại đại tiệc cấp nhà nước do vua Charles III tổ chức hôm 21 tháng 11. Nhóm nhạc đình đám tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước giữa Hàn Quốc và Anh, được tổ chức tại cung điện Buckingham. Bữa tiệc được tổ chức nhằm vinh danh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong chuyến ông đến Anh nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ văn hóa giữa hai quốc gia. Sự kiện có sự tham dự của nhiều quan chức Anh và Hàn Quốc, bao gồm cả Thủ tướng Rishi Sunak và các thành viên hoàng gia, là một sự kiện quan trọng thể hiện mối quan hệ văn hóa giữa hai nước. Blackpink tham dự bữa tiệc với tư cách là đại sứ của COP26, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021, tổ chức ủng hộ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Bốn thành viên được vinh danh trong bữa tiệc vì đã mang thông điệp về sự bền vững môi trường đến khán giả toàn cầu. Tháng 11 năm 2021, tại hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow, Scotland, Blackpink được trao vai trò đại sứ thiện chí, ủng hộ hành động vì khí hậu. Họ phát hành một video kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới xem xét vấn đề biến đổi khí hậu một cách nghiêm túc và kêu gọi hành động tập thể để chống lại các mối đe dọa môi trường. Blackpink, nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên trực thuộc EG Entertainment, ra mắt làng âm nhạc Hàn Quốc vào năm 2016. Các album gần đây của họ, Bumping và The Album, đã thu về tổng cộng hơn 2 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify toàn cầu, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý. Blackpink là nhóm nhạc nữ duy nhất trong lịch sử đạt được thành tích này. Sau khi phát hành album Bumping, nhóm bắt đầu chuyến lưu diễn Bumping World Tour, bắt đầu tại Seoul vào tháng 10 năm 2022. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới này gần như đã phá kỷ lục của nhóm, với các địa điểm cháy vé và trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của một nhóm nữ. Danh hiệu trước đây do Spice Girls nắm giữ. Nhóm sẽ kết thúc chuyến lưu diễn bằng 2 buổi hòa nhạc encore cuối cùng tại Seoul vào tháng 9. Ước tính, với tổng cộng gần 70 đêm lưu diễn vòng quanh thế giới, Blackpink thu về khoảng 265 triệu đô la Mỹ doanh thu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.